Tiếp tục vào việc anh chị ơi, cách thành phố Thủ Đức 4 km này chị là tới ngay bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức. À, lô đất này 2,25 tỏi, một khu dân cư rất đẹp luôn, và cách thành phố Thủ Đức 4 km là ngay chỗ bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức đó. Thấy chưa, anh chị thấy không, một vị trí tuyệt vời luôn ha. Nếu mà qua cầu vượt Linh Xuân của thành phố Thủ Đức quý chị, 6 km chạy thẳng một đường quốc lộ 1K thôi đó, một khu dân cư tuyệt vời đây. 12m con đường này và thông hai đầu, ở trong đây là xây nhà lầu, anh chị về đây là xây giống như hàng xóm, hai lầu một trệt anh chị nha. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị nào ở thành phố Thủ Đức mong muốn kiếm một lô đất thành phố Di An, giáp ranh thành phố Thủ Đức nha. Đây nha, lô đất của em Hải đang đứng đây, đẹp chưa? Vỉa hè 3m, khu dân cư như thế này mà quý chị. Toàn nhà lầu, toàn hai lầu một trệt, xem một vòng này, bên đây toàn hàng xóm toàn nhà lầu này. Đó, mê chưa? Anh chị thấy mê chưa? Trước đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Để dễ hình dung hơn là lô đất mình gần với quốc lộ 1K, giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn hay còn gọi là đường vành đai 3 ha. Gần với trung tâm y tế thành phố Di An 600m. Lô đất của mình tính từ cái gốc cây sala này, tính ra ngang 4m quý chị. Nó tới đây, ngang 4, dài 15m vào tới trong đó quý chị. Ở trong đó là cái đường bê tông đó quý chị thấy không? Đó là lối thoát hiểm 2m nha. Đây, lối thoát hiểm này thông luôn, xây nhà mở cửa sổ mở cửa sau đẹp luôn ha. Xây nhà mà mình mở cửa được hai đầu là rất là thoáng luôn quý chị. Và lô đất này hướng cũng mát luôn, hướng nam, hướng nam. Anh chị nào mà Đông Tứ Trạch hợp thì bây giờ em nói với anh chị mình này, 2,25 tỏi là vẫn còn nói chuyện nha. 60m thổ cư hết, thổ cư 100% và sổ hồng riêng. Và điều đặc biệt hơn là thành phố Di An nhưng gần thành phố Thủ Đức, gần thành phố Thủ Đức mà ngay bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức là 4 km đó. Nếu mà bây giờ anh chị mình bỏ ra 2,25 tỏi mình có ngay một lô đất trong khu dân cư có xứng đáng không ạ? Anh chị nào thấy phù hợp vào việc